Vâng, kính thưa giáo sư Ngô Quý Châu và giáo sư Dương Quý Sĩ và kính thưa các thầy cô và các bạn đồng nghiệp ở trong hội trường. Thì hôm nay thì trước hết là chúng tôi xin trân trọng cảm ơn đến Hội Hô hấp Việt Nam đã dành cho chúng tôi cơ hội được trình bày những cái quan điểm đến từ cái góc cạnh từ cái người hồi sức làm về hồi sức cấp cứu. Và chúng tôi cũng rất là chúc mừng cho cái sự thành công của đại hội và ban chấp hành mới cho một nhiệm kỳ mới. Thì cái chủ đề hôm nay thì chúng tôi xin trình bày về cái cập nhật điều trị viêm phổi bệnh viện do vi khuẩn đa kháng thuốc. Vâng, xin phép được trình bày qua bốn cái vấn đề chính thôi. Các cái chủ đề về viêm phổi bệnh viện, viêm phổi liên quan thở máy là cái chủ đề rất là thường gặp và được trao đổi qua rất nhiều cái kênh. Và đặc biệt là trong các cái hội nghị mà ở đó Hội Hô hấp và Hội Hồi sức cấp cứu và chống độc Việt Nam cũng đã chia sẻ rất nhiều các cái nội dung mà trong cái phần mà trình bày của tôi cũng nhắc lại. Cái thứ hai là một số cái hướng dẫn mới về các vi khuẩn thường gặp nhất ở trong hồi sức, đó là vi khuẩn gram âm đa kháng. Các nghiên cứu thực tế sau khi chúng ta triển khai những cái hướng dẫn như vậy thì thực tế trong thực hành lâm sàng thì các thầy thuốc lựa chọn kháng sinh ra sao và cái cách tiếp cận khi mà có những kết quả mới như thế nào. Và cuối cùng là cách tiếp cận mới, chúng tôi đề xuất một số cái cách tiếp cận mới khi mà chúng ta gặp những cái tình huống khó khăn trong thực hành lâm sàng. Thì như các thầy cô và các bạn đã biết thì viêm phổi bệnh viện, viêm phổi liên quan đến thở máy thì chúng ta đã đều đó có sự đồng thuận rất là rõ ràng về cái thời gian xuất hiện của các cái chẩn đoán này. Ví dụ như là viêm phổi mắc phải bệnh viện ấy, hay là hát ấy, thì nó phải có đủ cái thời gian là trên 48 giờ sau khi nhập viện và trước đó bệnh nhân phải không có cái bằng chứng của nhiễm khuẩn. Rồi viêm phổi liên quan thở máy thì liên quan đến vấn đề là chúng ta đặt cái ống nội khí quản cho bệnh nhân. Và sau khi đặt nội khí quản, trước khi đặt nội khí quản thì rất là tốt. Sau khi đặt nội khí quản thì lấy cái đờm đầu tiên ra có thể là không có vi khuẩn và sau đó thì 48 tiếng xuất hiện viêm phổi thở máy. Rồi cái viêm phổi gần đây thì đưa ra khái niệm là viêm phổi bệnh viện, sau đó điều trị ở trong bệnh viện của chúng ta dùng kháng sinh tối đa rồi nhưng mà bệnh nhân vẫn tiếp tục tiến triển thì nó sẽ chuyển sang một cái trạng thái mới là điều trị rất là khó khăn. Và những bệnh nhân đó nếu chuyển về các đơn vị hồi sức, ví dụ như là trung tâm hồi sức tích cực bệnh viện Bạch Mai, thì thực sự đó là những cái rất là đau đầu cho các bác sĩ để điều trị những bệnh nhân này. Và rất nhiều nghiên cứu trên thế giới nói về cái tỷ lệ mắc của các loại viêm phổi kể ở trên. Ví dụ chúng ta nhìn thấy ở đây thì gần đến một nửa, tới 48% là viêm phổi liên quan đến thở máy. Trong đó thì cái viêm phổi bệnh viện thì chiếm nhiều hơn, nhưng trong cái viêm phổi bệnh viện thì một nửa là viêm phổi bệnh viện không phải thở máy, tức là đáp ứng với điều trị. Và một cái viêm phổi bệnh viện thứ hai là không đáp ứng với điều trị, dẫn đến phải thở máy. Và tại sao chúng ta phải chia ra cái sự rạch ròi như vậy để làm gì? Đương nhiên là nó đều có ý nghĩa, bởi vì chúng ta sẽ nhìn thấy là các cái nhóm viêm phổi bệnh viện nghĩ đến rất là nguy hiểm rồi. Vì đấy là liên quan đến vi khuẩn kháng thuốc, vi khuẩn đa kháng thuốc. Thế nếu mà những cái viêm phổi đấy mà những vi khuẩn đấy đáp ứng với cách phác đồ điều trị của chúng ta thì cái cơ hội bệnh nhân có thể thoát được, cơ hội sống của bệnh nhân rất là cao. Nhưng nếu như tiếp tục tiến triển thì cơ hội sống của bệnh nhân sẽ giảm đi. Ví dụ chúng ta nhìn thấy ở đây, nếu như viêm phổi mà liên quan đến bệnh viện mà không thở máy thì tỷ lệ tử vong chỉ có 10%. Nhưng nếu mà sau đó tiến triển thành thở máy thì nó tăng gấp 3 lần so với các bệnh nhân không phải thở máy. Và hậu quả của cái việc sử dụng kháng sinh, nếu chúng ta cho kháng sinh đúng và trúng ngay từ đầu thì điều gì xảy ra? Nó sẽ giải quyết được cái tình trạng tiến triển của bệnh nhân. Nhưng nếu mà không làm được như vậy thì nó sẽ dẫn đến rất nhiều thứ. Chúng ta thấy là sẽ làm tăng cái thời gian nằm viện. Ở đây trong nhiều nghiên cứu nói đến tới tăng đến 70% thời gian nằm viện, tăng tới chi phí y tế tới 65% và tăng cái nguy cơ, cái tỷ lệ tử vong lên 20%. Các cái viêm phổi bệnh viện cũng tăng cái chi phí về y tế, thì chúng ta biết là rất nhiều cái chi phí y tế. Có những cái thuốc kháng sinh ở đây chúng ta tính bằng tiền trăm triệu, tính bằng tiền tỷ, thì những cái bệnh nhân đó nếu mà để như viêm phổi bệnh viện, cái số lượng, cái lượng tiền mà dành cho kháng sinh của chúng ta vô cùng lớn và
thực tế cho thấy là rất nhiều bệnh viện mà không phải là điều trị ung thư, chúng ta sẽ nhìn thấy là cái tiền mà dành cho sử dụng mua để mua kháng sinh là rất lớn. Ở đây thì có rất nhiều các thầy của khoa dược, các thầy ở khoa dược lâm sàng sẽ thấy là những cái điều thấm thía mà các thầy suốt ngày đưa sâu lên trên các cuộc họp của lãnh đạo bệnh viện, là chúng tôi thấy cũng thấy đau đớn là cái số tiền kháng sinh quá lớn. Và khi cái kết quả của người lâm sàng chúng tôi thì đôi khi cái thực tế là chúng ta chỉ đối mặt với người bệnh, đôi khi là có những cái rất nhiều cái khó khăn trong vấn đề điều trị bệnh nhân, rồi bệnh nhân hồi sức rất là phức tạp. Nhưng khi mà chúng ta có một cái kết quả xét nghiệm nó về để chúng ta kỳ vọng rất nhiều thứ ở đấy, chúng ta kỳ vọng mở cửa cho chúng ta một cái cơ hội để điều trị bệnh nhân, nhưng cái kết quả đó nó về giống như cái kết quả đây chẳng hạn, là chúng ta thấy có một sự gọi là như một sự cảnh báo. Chúng ta thấy những cái tin một buổi sáng thức dậy đi giao ban là chúng ta muốn toàn là good news, nhưng mà toàn là bad news được. Đấy, đây là một bad news cho chúng ta. Rất nhiều cái bad news như vậy. Rất nhiều trong hồi sức. Và chúng ta thấy là không phải là chỉ có vi khuẩn gram âm mà vi khuẩn rang dương cũng kháng rất là nhiều. Rất nhiều cái vi khuẩn ở trong đây, tôi show là một số cái ví dụ trong hồi sức. Vậy thì đánh giá cái thực trạng của cái vấn đề viêm phổi thì cái điều đầu tiên mà tôi lấy cái bài nghiên cứu, bài tổng quan này á, là để tôi muốn nói rằng là chúng ta phải tiếp cận một cách hệ thống. Chúng ta thấy là rất nhiều quốc gia, rất nhiều châu lục trên thế giới họ có các cái hệ thống thống kê liên tục. Họ sẽ thu thập số liệu của các cái viêm phổi thở máy, rồi viêm phổi bệnh viện để họ đưa ra con số và dự báo cho chúng ta. Thì đây là một trong những cái tập hợp như vậy, và tôi nghĩ là Việt Nam chúng ta thông qua cái vai trò của hội hô hấp và hội hồi sức, chúng ta có thể phối hợp với nhau để làm những cái chuyện như này. Và trong cái slide này chúng ta thấy có cả Trung Quốc, có cả Mỹ, có cả châu Âu và rất nhiều các cái nhóm khác nhau ở các cái châu lục đó họ đưa ra con số. Thì chúng ta thấy được tỷ lệ của các cái vi khuẩn gặp viêm phổi mà đa kháng nhiều nhất vẫn là vi khuẩn gram âm, và những cái vi khuẩn thường gặp là Klebsiella pneumoniae này, trực khuẩn mù xanh này và Acinetobacter baumannii là những cái rất là thường gặp. Nó có thể thay đổi tỷ lệ theo từng quốc gia hoặc là theo từng cái thời gian mà chúng ta thống kê, nhưng rõ ràng đây vẫn là những nguyên nhân hàng đầu. Và đặc biệt Việt Nam chúng ta sử dụng colistin rất là nhiều, và có rất nhiều cái trường hợp bệnh nhân đã được báo cáo về cái tỷ lệ kháng thuốc đối với colistin là tăng lên, và đây là một dấu hiệu cảnh báo về hiện nay các đơn vị hồi sức của các bệnh viện của Việt Nam chúng ta sử dụng nhiều nhất vẫn là colistin. Vậy thì nếu như kháng colistin thì chúng ta lựa chọn còn cái gì để lựa chọn? Đó là lý do tại sao chúng tôi đưa ra cái bộ dữ liệu này. Thì chúng ta sẽ nhìn thấy là hầu hết các cái nước được thống kê ở trong bảng này đều có cái tỷ lệ kháng với colistin. Ở đây có các nước rất là giàu nhưng có nước rất là nghèo, đúng không ạ? Và đại diện ở khu vực ASEAN thì chúng ta có Thái Lan. Và đối với tỷ lệ kháng thì chúng ta sẽ nhìn thấy là đây là cái tỷ lệ kháng colistin rất là cao, tới 12%, 13%. Như con số này sẽ thấy là nó trong thời gian tới nó tiếp tục tăng lên. Và nếu chúng ta so sánh giữa các đơn vị hồi sức và non hồi sức, thì đơn vị hồi sức đương nhiên là tỷ lệ kháng colistin sẽ tăng lên. Tuy nhiên chúng ta nhìn bên cạnh, tới 3% những đơn vị non hồi sức, không phải hồi sức, cũng đã có bắt đầu kháng colistin. Đây là dấu hiệu cảnh báo rất lớn. Đây là cái việc mà chúng ta quản lý kháng sinh đôi khi là chúng ta làm rất là tốt, nhưng cái phạm vi hoạt động của quản lý kháng sinh đó nó chỉ thực hiện ở trong bệnh viện thôi. Chúng ta không thể quản lý được kháng sinh ở trong cộng đồng. Và nếu như chúng ta không có chính sách y tế tốt, chúng ta không có hệ thống quản lý tốt, thì cái từ cộng đồng nó sẽ đưa vào bệnh viện. Và đối với Việt Nam chúng ta có rất nhiều bài học như vậy. Đây là con số từ viện 103 về đây, thầy có thầy Quyết ở đây. Cũng là một nghiên cứu được public gần đây nhất. Tôi muốn show lên để khích lệ tinh thần của anh em để thôi đây nhìn đây. Các bạn đồng nghiệp ở trong 103 làm tốt như này, có những cái thống kê rất là dài. Tức là bạn làm từ thu thập từ năm 14 cho đến năm 21, từ liên tục. Và như vậy chúng ta sẽ nhìn thấy một cái bức tranh tốt hơn về các cái tỷ lệ kháng thuốc. Và tôi cũng mong là các bệnh viện của chúng ta có thể hợp tác để làm được những cái điều tương tự như vậy ở bệnh viện, giống như viện quân y 103. Và đây chúng ta sẽ nhìn thấy là các vi khuẩn và theo cái tỷ lệ kháng, các thầy cũng đã
đưa ra rất rõ ở trong đây, và chúng ta của họ ở trong đó cũng so sánh được cái sự khác biệt giữa cái đơn vị hồi sức và không hồi sức. Về vấn đề kháng carbapenem thì đây là vấn đề rất là nan giải, và hầu hết các thầy ở đây cũng đã đối mặt với cái câu chuyện này. Và chia theo các cái cơ chế kháng thuốc thì chúng ta sẽ nhìn thấy có thể là cơ chế kháng thuốc của carbapenem thuộc các cái class A, B, D, hoặc là không non carbapenemase, hoặc là cơ chế phối hợp. Nhưng cái điều quan trọng là chúng ta sẽ nhìn thấy, nếu mà chúng ta nhìn ở bên tay phải của màn hình, chúng ta sẽ thấy rằng là ở các quốc gia khác nhau thì cái gen kháng thuốc sẽ khác nhau. Ví dụ ở Mỹ là chúng ta nhìn thấy cái nhóm A là chính, nhưng ở Anh, ở châu Âu thì lại là nhóm B, ở Trung Quốc thì lại là một cái nhóm là chủ yếu là mất kênh porin, hoặc là ở Ấn Độ thì chủ yếu lại là nhóm B. Thì đấy là rõ ràng là mỗi một quốc gia, một dân tộc sẽ có một cái sự rất là khác biệt về gen kháng thuốc. Và để giải quyết vấn đề gen kháng thuốc thì chúng ta biết là hiện nay các kháng sinh có xu hướng là chọn các kháng sinh có độ bền vững, có cái lịch sử sử dụng rất là tốt, có cái khả năng phổ rất là rộng. Nhưng mà bị kháng rồi thì chúng ta phải phối hợp với các cái chất gọi là ức chế các cái enzyme carbapenemase, đúng không ạ? Thì cái đây là một loạt các cái tên để các cái chất ức chế đấy, thực ra nó có rất là nhiều. Và tôi tin rằng là trong thời gian đang diễn ra và trong thời gian tới sẽ có rất nhiều các nghiên cứu về việc phối hợp các cái kháng sinh tốt như trước đây chúng ta đã sử dụng với các cái chất ức chế enzyme như thế này. Và gần đây thì chúng ta biết là chúng ta có một cái các cái thuốc mới, đó là sự phối hợp của các cái thuốc chất ức chế enzyme với các cái kháng sinh kinh điển chúng ta dùng rất tốt, ví dụ như là cetazidim, hoặc là imipenem, clostatin, hoặc là meronem, hoặc là cefepime, là những cái được phối hợp với avibactam, rồi relebactam, rồi vabobactam, vân vân. Thì cái sự phối hợp này là một bên là kháng sinh chúng ta đã sử dụng và bị kháng, và một cái chất có tác dụng là gì? Ức chế cái enzyme, nó bất hoạt cái enzyme đó. Và mỗi một cái kháng sinh như vậy thì chúng ta sẽ nhìn thấy là nó có cái tác dụng, có cái hiệu quả trên một nhóm vi khuẩn. Ví dụ như chúng ta nhìn thấy ở đây có imipenem, cilastatin, relebactam thì có hiệu quả đối với các vi khuẩn đường ruột kháng các carbapenem mà thuộc là nhóm A là chính, đúng không ạ? Nhưng mà nhóm B thì không được, đúng không ạ? Nhóm B hoặc là nhóm D thì lại không được. Ví dụ như vậy. Thì rõ ràng là việc lựa chọn kháng sinh chúng ta lại phải thêm một cái kiến thức cũng rất là vất vả để phải học, đó là kiểu gen. Và kể cả trong cùng một cái loại vi khuẩn, ví dụ ở trong đây lấy ví dụ là một cái Klebsiella pneumoniae nhóm A, mà các cái kháng sinh mới có thể với các cái nồng độ ức chế tối thiểu rất là khác nhau. Ví dụ như ở đây người ta so sánh giữa hai loại kháng sinh, đó là imipenem, relebactam với cetazidim, avibactam, thì nồng độ ức chế của các cái kháng sinh đấy rất khác nhau. Đương nhiên đây là tại thời điểm nghiên cứu, nếu mà chúng ta theo dõi dọc thì cái sự thay đổi về MIC cũng tương tự như các cái kháng sinh chúng ta đã sử dụng. Điều đó có nghĩa là gì? Nếu mà chúng ta sử dụng mà không hợp lý, chúng ta sử dụng một cách không quản lý thì cái MIC sẽ có xu hướng tăng lên rất nhanh trong thời gian tới. Vấn đề tiếp theo là thậm chí các cái kháng sinh mới như vậy thì việc mà phối hợp với các kháng sinh thêm nữa có hiệu quả hay không, thì đây là một trong cái bảng mà chúng tôi lấy từ các cái chuyên gia về hồi sức, bài báo của chuyên gia hồi sức của Pháp. Thì trong cái bảng này chúng ta sẽ nhìn thấy ở đây, xin lỗi các thầy cô sâu một chút, ví dụ như ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy một loạt các cái thuốc có tác dụng rất là tốt ở nhóm A nhưng lại không có tác dụng tốt ở nhóm B. Nhưng khi mà chúng ta phối hợp một cái thuốc tác dụng tốt ở nhóm B và nhóm A với một cái thuốc khác, ví dụ atrenam, thì cái hiệu quả nó sẽ tăng lên. Như vậy rõ ràng là chúng ta nhìn thấy xu hướng là gì? Phối hợp kháng sinh là một xu hướng vô cùng quan trọng, và cái điều này đã được nhấn mạnh trong rất nhiều các diễn đàn. Vậy thì việc lựa chọn kháng sinh như thế nào? Thì
Lựa chọn kháng sinh là chúng ta là bác sĩ lâm sàng. Chúng ta sẽ quyết định là cái người quyết định chỉ định kháng sinh. Hiện nay chúng tôi cũng phải báo cáo với thầy cô là ở đây có cả thầy Hoàng Anh ngồi đây. Nhưng nhiều khi trong giao ban trung tâm chúng tôi từng đưa nói là anh chỉ định kháng sinh là phải là do cái quyết định của người thầy thuốc, là bác sĩ lâm sàng. Nhưng bây giờ nhiều khi là nhân viên của tôi, các bạn trẻ, bác sĩ trẻ của tôi thì cứ phải gọi thầy Hoàng Anh chỉ định kháng sinh. Và tôi bảo là tại sao lại mình là bác sĩ lâm sàng mình lại không chỉ định kháng sinh mà mình lại phải mời các thầy dược lâm sàng để chỉ định kháng sinh? Bởi vì cái đánh giá lâm sàng, cái clinical judgment ấy là quan trọng nhất. Thì mình lại không cho cái quyền đó. Và như vậy nhiều khi các thầy là quá phụ thuộc vào thầy Hoàng Anh vì thầy Hoàng Anh quá giỏi. Nhưng các bệnh viện khác làm gì có thầy Hoàng Anh? Đấy là vấn đề quan trọng nhất, vẫn là cái câu chuyện đầu tiên, đó lâm sàng và chúng ta đưa ra cái điều trị kinh nghiệm. Sau đó là gì? Chúng ta phải hội chẩn. Chúng ta phải có vi sinh, có dược lâm sàng, chúng ta điều trị đích. Rồi thậm chí điều trị khá thể hóa và quyết định điều trị. Tất cả những cái khâu này thì vai trò của bác sĩ lâm sàng rất là quan trọng. Và tôi nhấn mạnh ở đây cái vai trò bác sĩ lâm sàng vô cùng quan trọng và vai trò của các thầy thuốc khác như là dược lâm sàng, vi sinh lâm sàng cũng vô cùng quan trọng, nhưng vẫn là dựa trên nền tảng cái khung của cái quyết định judgment về lâm sàng. Và cái việc điều trị kháng sinh thì các thầy cô đã thấy là có rất nhiều cái hướng dẫn. Và các hướng dẫn từ châu Âu, hướng dẫn từ châu Mỹ, hướng dẫn của Việt Nam, các hội rất có đã làm việc một cách rất là tích cực để ra hướng dẫn. Thì đây là một trong những cái hướng dẫn điều trị vi khuẩn gram-âm đa kháng. Và cho chúng ta thấy là cái sự phối hợp kháng sinh ở đây rất là nhiều, đúng không ạ? Chúng ta phối hợp rất nhiều kháng sinh để điều trị vi khuẩn đa kháng. Và ngày hôm qua thì chúng tôi báo cáo thầy cô là chúng tôi cũng được một giáo sư người Anh chuyên về quản lý kháng sinh từ Anh Quốc sang để giảng cho chúng tôi một bài về vấn đề là sao lựa chọn kháng sinh, làm thế nào để quản lý kháng sinh tốt. Thì trong cái bài trình bày của giáo sư có nói là những cái gì được gọi là cái cách quản lý của chúng ta kém, ví dụ như là BAP, Antibiotic Stewardship Program là cái gì, thì trong đó có một cái ý mà tôi thấy sờ đến gáy mình rất là lạnh, đó là gì? Cái sử dụng từ hai kháng sinh trở lên chứng tỏ là anh đã không quản lý tốt. Thế thì chúng ta nhìn vào đây, chúng ta thấy là rất nhiều cái kháng sinh chứ không phải là hai kháng sinh. Và tôi cảm thấy thế có lẽ là mình phải xem lại cái quản lý kháng sinh của mình chứ. Nếu mà mình cứ dùng kháng sinh nhiều như thế, lớn như thế, cho có bao nhiêu con vi khuẩn nó hiện ra ở trong xét nghiệm thì cho tất tần tật các cái loại kháng sinh liên quan đến nó, thế thì chết, đúng không ạ? Thế thì đấy là cái mà phải báo cáo thầy cô là như vậy. Ngoài ra nữa thì chúng ta biết là các cái phác đồ phối hợp kháng sinh thì cũng đã nói rất là nhiều. Ví dụ như chúng ta biết là con AC, thì chúng ta biết ở đây là hiện nay thì các hướng dẫn của châu Mỹ và hướng dẫn kể cả của Việt Nam thì cái vai trò của sulbactam rất là quan trọng. Thì trong cái phác đồ cũng được đề cập đây. Rồi các cái con vi khuẩn khác, ví dụ như là trừ khuẩn màu xanh khó điều trị hoặc là Klebsiella pneumoniae khó điều trị thì cũng có các cái phác đồ được đưa ra rồi và cũng đã đưa vào thử nghiệm lâm sàng rồi. Đưa vào thử nghiệm ở trên ca lâm sàng hoặc là trên các case series thì chúng ta đã có rồi. Và trên thế giới cũng tương tự như vậy. Chúng ta đã có hết tất cả những cái kháng sinh liệt kê ở trong cái bảng này để điều trị những cái con vi khuẩn khó nhất. Thì đấy là một trong những cái mà hiện nay Việt Nam rất là thuận lợi. Và nhờ cái sự hỗ trợ thì chúng ta đã có được đầy đủ hầu hết các cái kháng sinh trên thế giới. Tuy nhiên thì trong cái phác đồ này chúng ta nhìn thấy là người ta vẫn nhấn mạnh quá nhiều về colistin. Colistin là vẫn là cái thuốc được coi như là xương sống của cái điều trị. Và đấy là một trong những cái lý do là chúng ta nghĩ là Việt Nam mình điều kiện kém thì thôi mình cứ điều trị colistin cũng được. Cái kháng sinh ngày trước không ăn, chắc là cái thời thầy Châu chắc là cũng không phải dùng nhiều colistin như thời của chúng em. Nhưng mà hiện nay thì sao? Chúng ta thấy là cái hậu quả nó là gì ạ? Đó chính là độc tính ở trên thận. Mặc dù là các thầy cũng đã hỗ trợ cho chỉnh liều phác đồ A, B, liều cao, chúng ta đã có hết. Nhưng vấn đề rất nhiều bệnh nhân hồi sức, chúng em là nhìn thấy được cái hậu họa là gì? Cuối cùng vẫn là kết thúc của hồi sức. Và cuối cùng vẫn cứ là lọc máu liên tục. Cuối cùng là lọc máu hấp phụ. Và lọc máu liên tục của chúng em là đến tới 50 triệu một ngày. Cứ thế diễn. Thế thì chúng ta nhớ là vậy, rõ ràng là
colistin, nếu mà chúng ta đánh giá về hiệu quả của nó, chúng ta phải đánh giá về tác động về kinh tế của nó, ảnh hưởng của nó đối với rất nhiều cái vấn đề liên quan đến cái bệnh nhân sau khi mà chúng ta chỉ định cái colistin. Do đó mà nhiều cái hướng dẫn ở trên thế giới người ta đã tìm cách để chuyển những cái kháng sinh kinh điển như vậy, độc như vậy, colistin như vậy, thì chúng ta chuyển sang các cái kháng sinh thế hệ mới. Đây là một cái xu hướng mà cá nhân em có cảm giác như thế giới đã đang theo cái xu hướng đó. Châu Mỹ cũng theo, châu Âu cũng theo, nước phát triển của châu Âu cũng theo và nước kém phát triển của châu Âu cũng theo cái xu hướng này. Vậy thì Việt Nam chúng ta có theo xu hướng này hay không? Đấy là câu hỏi mà em cũng để bỏ ngỏ để các thầy và thầy cô và các bạn đồng nghiệp ở trong khán phòng sẽ suy nghĩ. Các cái phác đồ liên quan đến khuẩn màu xanh cũng thế, đều là những kháng sinh mới. Chúng ta nhìn thấy ở đây các cái kháng sinh như ceftolozan, tazobactam hoặc là ceftazidim, avibactam, rồi những kháng sinh mới gần đây nhất đưa vào chúng ta cũng có như là imipenem và silastatin và relebactam. Chúng ta đã có hết. Thế thì cái câu chuyện là chọn đó để điều trị như thế nào. Rồi cả hướng dẫn của châu Âu cũng thế, nhấn mạnh cái vai trò sử dụng cái kháng sinh mới đối với triệu khuẩn vú xanh có điều trị và triệu khuẩn đường ruột đa kháng. Và đối với cái hướng dẫn của một số nước, ví dụ như đây là một hướng dẫn của châu Âu, nếu mà em nhớ không nhầm, đây là hướng dẫn của Tây Ban Nha gì đó, thì họ chia rõ ra các cái mức độ lâm sàng, mức độ trầm trọng của lâm sàng và quyết định cái sử dụng kháng sinh. Nhưng cái nền tảng cơ bản nhất của nó vẫn là sử dụng kháng sinh mới. Và đây là hướng dẫn mới nhất của Hội Hô hấp Việt Nam và Hội Hồi sức. Thì cũng có cái sự rất là cảm ơn các thầy đã đưa ra cái lựa chọn cho người Việt mình. Vietnamize, cái hướng dẫn của thế giới. Là chúng ta sẽ có những cái phác đồ có liên quan đến các kháng sinh hiện tại chúng ta đang sử dụng. Và thầy Hoàng Anh ở đây là một trong những cái người đóng góp rất là nhiều vào cái phác đồ mà hôm nay thì hôm qua tôi mới biết là thầy Hoàng Anh chính là tác giả của cái bảng này. Nhưng mà chúng ta có cái phác đồ kinh điển các thuốc và cả những cái thuốc mới cũng đã được lồng ghép và đưa vào trong cái hướng dẫn của Việt Nam. Các nghiên cứu sử dụng thực tế thì là một cái phần mà em cũng rất là quan tâm trong thời gian gần đây. Vấn đề đặt ra là gì? Nếu chúng ta đưa ra cái hướng dẫn như vậy thì thực tế lâm sàng mọi người sử dụng như thế nào? Và cũng rất mong muốn các thầy trong thời gian tới chúng ta sẽ tập trung vào những cái nghiên cứu về thực tế lâm sàng. Đấy thì qua một số các cái ví dụ thì em xin trình bày ở đây thì cũng thấy rất rõ. Thứ nhất là một số cái kháng sinh ở đây chỉ để minh họa thôi. Ví dụ như là ceftolozan hoặc tazobactam, về các cái sử dụng thực tế của họ thì chủ yếu là để minh họa. Ví dụ đây là một cái nghiên cứu trên cái loại kháng sinh như vậy, thì người ta thấy là đây là họ tập hợp 83 nghiên cứu với số lượng bệnh nhân cũng khá lớn, chủ yếu là những bệnh nhân viêm phổi bệnh viện. Ngoài ra thì có một số cái nhiễm khuẩn tiết niệu có biến chứng và nhiễm khuẩn ổ bụng, và nhiều nhất vẫn là triệu khuẩn vú xanh. Họ so sánh thì họ thấy là cái tỷ lệ thành công cũng tương đối cao, có những cái nghiên cứu tỷ lệ thành công đến 100%. Đấy, thì cái đấy cái việc đầu tiên là chúng ta thấy là mặc dù là trong labo chúng ta nhìn thấy là cái tỷ lệ kháng của cái kháng sinh này đối với các cái kháng sinh mới có thể là đã tương đối lớn, ví dụ theo theo các cái số liệu gần đây của Bạch Mai nó đã lên tới 50-60% rồi. Nhưng mà thực tế thì nó có thể vẫn còn rất nhiều hậu quả. Hoặc là việc phối hợp của cái ceftolozan và tazobactam ấy đối với trực khuẩn mù xanh đa kháng thì rất là tốt ở một cái điểm trong cái nghiên cứu này có đưa ra, đó là kháng sinh này nó thấm rất tốt vào biofilm. Tại sao chúng ta nói về biofilm? Biofilm là có lẽ rất nhiều bác sĩ lâm sàng không để ý. Các bác sĩ thấy là bệnh nhân được đặt các cái dụng cụ từ tuyến trước, ví dụ có thể là cateter, tĩnh mạch trung tâm, cateter lọc máu, có thể nội khí quản, có thể mở khí quản. Nhưng khi mà bệnh nhân được chuyển lên tuyến cao hơn thì trước đây một ông thầy của chúng em là thầy Đính luôn luôn nhắc chúng em khi mà cần học nội trú là cái gì mà đã đặt ở tuyến trước lên thì phải rút tất cả cái đó ra. Đó chính là liên quan đến biofilm. Chúng ta sẽ phá vỡ cái biofilm đó để mà giải quyết. Thì kháng sinh, đây là một cái kháng sinh nó cũng có vai trò rất tốt trong biofilm, hiệu quả rất là tốt. Rồi đối với kháng sinh thứ hai mà chúng ta dùng rất nhiều, đó là ceftazidim và avibactam, thì câu hỏi được đặt ra là một cái kết hợp mới như vậy nó có hiệu quả đối với các cái nhiễm trùng nặng ở trong hồi sức hay không?
Đầu tiên là mình nghĩ là cái kháng sinh đó thì nó cũng chỉ là để điều trị những cái kháng thuốc, nhưng mà kháng thuốc ở mức độ viêm phổi bệnh viện thôi, chứ viêm phổi hồi sức và bệnh nhân có nhiều bệnh nền thì nguy cơ tử vong có thể cao. Thì chúng ta, đây là một trong cái nghiên cứu được gọi là trong thực hành lâm sàng, thực tế lâm sàng, và người ta tổng kết lại thì thấy rằng là đối với những cái kháng sinh mới cũng rất là tốt để mà giải quyết cái bài toán là cứu sống người bệnh. Thì đấy là một trong những cái mà có thể là một trong cái gợi ý cho những cái ca bệnh nhân nhiễm trùng nặng, sốc nhiễm trùng mà chúng ta để điều trị cho bệnh bằng các những kháng sinh mới. Đây là một cái nghiên cứu trên cái nhóm mà các cái vi khuẩn, chủ yếu là chúng ta biết ở đây là nhóm A, thì thấy là người ta so sánh giữa cái kháng sinh mới với một loạt các cái điều trị được gọi là điều trị tiêu chuẩn, điều trị tốt rồi đấy, thực hành tốt, tức là cái điều trị tốt đó. Thì so đây là một loạt cái điều trị tốt, chúng ta thấy ở đây hầu hết các cái sự kết hợp điều trị kháng sinh này đều thấy ở các bệnh viện trung ương chúng ta đã kết hợp. Và người ta so sánh giữa hai nhóm được điều trị bằng kháng sinh mới và cái các cái điều trị tiêu chuẩn tốt rồi, thì thấy rằng là có một sự khác biệt là kháng sinh mới cũng rất là tốt để mà đảm bảo được cứu sống người bệnh. Nhưng đồng thời nó lại còn rõ hơn ở cái nhóm mà bệnh nhân có cái điểm CPI là trên 7, tức là nhóm bệnh nhân hồi sức, được đặt ống, bệnh nhân có sốc, thì nó lại còn tốt hơn. Như vậy rõ ràng là lựa chọn kháng sinh mới sẽ là một cái lựa chọn rất là tốt cho những trường hợp bệnh nhân nặng hơn. Đặc biệt là liên quan đến cái việc mà cái tỷ lệ sống đó, tỷ lệ tử vong đó có liên quan cái gì, thì ở đây là so sánh với các cái biến chứng liên quan đến thận. Thì chúng ta biết là colistin là một thuốc thường hay được so sánh. Và cái thuốc colistin thì có rất là độc trên thận. Nhiều khi chúng ta không để ý là cái độc đấy nó sẽ là kết quả nó ra sao. Thì trong cái nghiên cứu như thế này, họ có điều kiện hơn để người ta phân tích. Thì rõ ràng là cái nhóm trên những cái kháng sinh mới, như ở đây là ceftazidim avibactam, so với colistin thì nó giảm được rất nhiều cái biến chứng liên quan đến tử vong. Nó giảm được rất nhiều các cái biến chứng liên quan đến các cái biến chứng thận. Thì đây là một trong những cái mà có thể rất là hữu ích cho chúng ta trong thời gian tới. Tương tự như vậy, thì so sánh giữa hai nhóm các cái vi khuẩn đường ruột, cây sinh KPC thì cũng tương tự như vậy. Cho chúng ta thấy được cái bằng chứng rõ rệt của cái việc sử dụng kháng sinh mới nó cải thiện được cái triệu chứng, nó cải thiện được cái outcome, đó là tỷ lệ tử vong, nó cải thiện được cái biến chứng liên quan đến biến chứng thận. Đối với cái kháng sinh, một cái kháng sinh nữa cũng có mặt ở Việt Nam gần đây thì em cũng rất là quan tâm, nên em cũng đã tìm cái bài về cái thực hành họ đánh giá về cái kháng sinh này như thế nào. Đó là imipenem, cilastatin và rilabactam ở các cái trung tâm hồi sức của Mỹ, trung tâm y tế của Mỹ hồi sức. Thì ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy một cái xu hướng thay đổi trong cái thực hành kháng sinh khi mà có một kháng sinh mới ra đời. Thì chúng ta thấy là cái cột đầu tiên ở vị trí số 1, đó là cái kháng sinh mà chủ yếu kháng sinh nhóm beta-lactam nhóm 3, thế hệ thứ 3 phổ rộng đấy, thì đầu tiên bao giờ cũng được kê nhiều nhất. Giống như ở Việt Nam chúng ta bây giờ kê là Meronem là nhiều nhất, ví dụ ạ. Thì sau dần dần, sau cái sự thay đổi là gì, các cái vi khuẩn kháng thuốc và đặc biệt là kháng với Capanema rồi. Thì chúng ta sinh Capanema rồi, thì chúng ta thấy một xu hướng là gì, các kháng sinh mới dần dần được thay thế vào trong cái điều trị, phác đồ điều trị. Và đây cũng là một cái xu hướng có lẽ trong Việt Nam sẽ nhìn thấy trong thời gian tới. Và cái hiệu quả lâm sàng là gì, trong hầu hết các cái nghiên cứu như vậy đều cho thấy là cái hiệu quả lâm sàng về đáp ứng lâm sàng nó cũng khoảng, nếu mà chúng ta trong cái đợt điều trị đó khoảng 54%, và nếu chúng ta theo dõi tiếp thì còn lên tới 70%. Rồi đáp ứng về vi sinh và đặc biệt là tỷ lệ tử vong cũng tương đối là được cải thiện. Như vậy thì rõ ràng là chúng ta nhìn thấy là khi sử dụng các kháng sinh mới cũng là một cái hy vọng cho các cái bệnh nhân rất nặng hồi sức. Rồi liên quan đến các cái phối hợp kháng sinh như các kháng sinh mới đề cập ở trên ấy, thì đáp ứng tốt là nó cũng trên 60% ở hầu hết các nghiên cứu. Vậy thì chúng ta sẽ tiếp cận như thế nào trong thời gian tới khi mà cái kháng thuốc của chúng ta và việc sử dụng kháng sinh mới của chúng ta nó cũng sẽ được triển khai ở Việt Nam. Thì có mấy cái thứ mà hôm nay có rất nhiều thứ để làm, nhưng có một số thứ chúng em nghĩ là nó cũng sẽ có hiệu quả. Ví dụ
Cái việc đầu tiên ấy, đó là chúng ta áp dụng những kỹ thuật chẩn đoán sinh học phân tử. Về chúng ta có thể xác định được cái gen kháng thuốc sớm hơn và chúng ta quyết định điều trị cho bệnh nhân. Ví dụ đây là một cái nghiên cứu của các tác giả Đài Loan. Họ sẽ sử dụng một cái mà chúng ta đã có ở thị trường Việt Nam, đó là Fimaray. Thì người ta thấy rằng là sử dụng cái đó trong định hướng ở cái cột đầu tiên là chúng ta có thể biết được là bệnh nhân của chúng ta cần phải giữ cái điều trị như vậy, theo phác đồ kinh nghiệm như vậy, hay là bệnh nhân của chúng ta cần phải leo thang kháng sinh. Và nếu mà chúng ta nhìn thấy ở đây là họ so sánh các cái vi khuẩn gram-âm mà sau khi chẩn đoán được ở cái cột thứ ba, thì cái việc quyết định có tiếp tục sử dụng kháng sinh sau khi có cái kết quả của cái PCR đó là gì? Đó là chính là người bác sĩ lâm sàng quyết định. Và cuối cùng là gì? Dựa vào kết quả vi sinh để người ta thay đổi. Thì chúng ta thấy là có cái xu hướng của vi khuẩn gram-âm là thay đổi tương đối. Có một số cái phải lên thang, có một số cái giữ được, một số cái thì phải xuống thang. Đấy là một cái đặc điểm của vi khuẩn gram-âm. Nhưng điều quan trọng ở đây muốn nói với các thầy cô là chúng ta sẽ có cái vai trò của sinh học phân tử, chúng ta có vai trò của bác sĩ lâm sàng, chúng ta có vai trò của vi sinh lâm sàng để chúng ta quyết định trong cái điều trị như thế này. Còn đối với vi khuẩn gram dương thì dễ hơn, chúng ta nhìn thấy đa phần xu hướng của cái xét nghiệm cái phân sinh học phân tử đã giúp chúng ta rất nhiều trong đối với vi khuẩn gram dương. Rồi cái vấn đề của các cái thuốc khác, ví dụ ở gần đây chúng ta có Việt Nam, chúng ta có Bronchoreduxom là cái chất mà rất là tốt cho đảm bảo cái miễn dịch ở trên đường hô hấp, ở trên rất nhiều nghiên cứu trên trẻ em, nghiên cứu ở trên bệnh nhân COPD. Và đây là một cái nghiên cứu sử dụng Bronchoreduxom trên bệnh nhân trẻ em bị nhiễm trùng đường hô hấp, thì nó thấy rằng là nó sẽ cải thiện, làm giảm được cái số lần mà số bị nhiễm trùng trở lại. Và đây cũng là một cái xu hướng rất là mong muốn sau này chúng em có được nghiên cứu trên những bệnh nhân hồi sức có thể làm được cái câu chuyện như thế này hay không. Hoặc là sử dụng cái được gọi probiotic cũng được nghiên cứu khá nhiều trong các nghiên cứu về được public trên cái tạp chí về dinh dưỡng. Ví dụ đây là một cái nghiên cứu phân tích cổ cho thấy là sử dụng các cái probiotic nó có thể có xu hướng rất là tốt để giải quyết vấn đề viêm phổi thở máy và viêm phổi bệnh viện nghiêng về xu hướng có lợi. Thì đây cũng là một cái nhiều khi bác sĩ cũng không để ý. Rất nhiều những cái thứ hỗ trợ bên ngoài nhưng bác sĩ chỉ lo chuyện kháng sinh. Sau đó là lo những cái cơ bản thôi. Chứ còn những cái bên ngoài nữa có thể có cái vai trò rất là quan trọng. Một cái phần nữa liên quan đến sử dụng kháng sinh đường khí dung. Xin lỗi, tiếng. Báo cáo viên ta cũng hơi bị quá giờ. Tại vì đồng hồ. Em sẽ rất nhanh thôi, bởi vì là không có đồng hồ đếm giờ nên thôi. Thế đặc biệt chắc là ban tổ chức dành cho cái cơ hội đặc biệt nên không thấy đồng hồ đến giờ. Thế thì một cái là amikacin thì trước đây chúng ta biết là trong cái nghiên cứu về viêm phổi thở máy rất có lợi. Ví dụ như đây là cái nghiên cứu ở trên New England Journal of Medicine. Họ thấy rằng là amikacin khí dung rất tốt. Nhưng cũng có rất nhiều cái tranh cãi về vấn đề sử dụng kháng sinh khí dung bởi vì là kháng sinh khí dung nó không đến được cái đích mà bị viêm, cái tổn thương phổi nó bị viêm phổi. Đấy là mọi người nghĩ là như thế, nhưng mà đối với những người mà muốn làm thêm cái điều gì đó, ví dụ như là khi mình khí dung như vậy mình có thể cho áp lực dương chẳng hạn, mình phải sử dụng một cái nhịp thở cao hơn với VT cao hơn chẳng hạn, thì nó có thể giải quyết được những cái vùng phổi mà bị tổn thương mà kháng sinh có thể đến được. Đó là lý do cũng là một cái hướng mà rất tốt cho chúng ta trong thời gian tới. Rồi những cái các cái gói điều trị, gói dự phòng viêm phổi bệnh viện, viêm phổi thở máy cũng đã được chứng minh ở rất nhiều nghiên cứu. Ở đây là cái nghiên cứu phân tích cổ cho thấy là cái hiệu quả rõ rệt nếu mà chúng ta dự phòng bằng các cái gói giải pháp như vậy, nó sẽ cải thiện được cái tỷ lệ viêm phổi thở máy sau đó. Rồi ở Bạch Mai thì đã triển khai được cái gói 10 giải pháp và đánh giá rất có hiệu quả, các thầy cô ạ. Đánh giá rất có hiệu quả và hiện nay với các gói giải pháp như thế này, chúng ta đã phấn đấu được theo các cái tiêu chí của thế giới là gì? Một đơn vị hồi sức mà zero về VAP thì đấy là một trong những cái ước mơ của những người làm về hồi sức và làm về hô hấp ở Việt Nam. Và thêm vào đó thì sự phối hợp giữa chuyên khoa hô hấp và hồi sức là trong cái vấn đề mà chúng ta soi hút cái đờm tắc nghẽn ở phổi. Đấy, ví dụ như bệnh nhân này được soi hút tại giường và đờm rất là nhiều. Nếu mà cái đờm như thế này mà chúng ta cứ loay hoay viện kháng sinh thì chắc chắn chúng ta cũng sẽ thất bại, bởi vì vi khuẩn nó nằm ở chính ở chỗ đó. Thì một trong những công tác chăm sóc hô hấp và phối hợp với nội soi để hút đờm cũng rất là quan trọng. Ở đây là một số cái hình ảnh về chăm sóc hô hấp
Vỗ Dung phối hợp phục hồi chức năng. Như vậy thì qua một cái thời gian rất là ngắn được chia sẻ với các thầy cô thì cũng rất là muốn mong mỏi là thực tế viêm phổi bệnh viện và viêm phổi thở máy là một cái mà chúng ta phải đối mặt rất nhiều và rất nhiều các cái hướng dẫn đã được đưa ra. Tuy nhiên để làm thế nào đó để các cái đưa các hướng dẫn vào trong thực hành lâm sàng và đánh giá các hướng dẫn đó là một trong những cái rất quan trọng để chúng ta có thể định hướng cho những hướng dẫn tiếp theo. Và đặc biệt là sự phối hợp, chúng ta phải phối hợp với nhau để chúng ta có kết quả tốt nhất. Chúng ta phải nhìn nó một cách đa chiều hơn để chúng ta có thể hỗ trợ cho bệnh nhân được tốt nhất. Xin trân trọng cảm ơn các thầy.